Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta nên lại gặp nhau để cùng sửa chữa cái nồi cơm điện. Nó chỉ ít điện và có điện, nhưng mà cái mầm điện bên trong tụt cũng còn rất nguy hiểm. Hôm nay tụt ra rồi đấy, tụt hẳn này, cái phần đế mọt hết rồi, mọt. Thế đó là chúng ta tháo nhé, tháo để sửa thế nào. Để tháo cái nắp này ra thì này dùng cái loại tô vít bé, nhưng mà sử dụng loại to thì chưa chắc hết được. Rồi lại phải cầm rồi lấy cái vít vắn tôn này, loại vít bé này hơi to đấy, dùng cái này để cái vít vắn tôn loại tô vít bé, còn kệ nó. Cái này khắc phục quá, nóng quá chẳng do cả cái đế của nó bị tụt, nhưng nó gần sát với cái phần dưới của cái đáy nồi thì tụt thôi. Xem có khắc phục được không nhá. Thì đây là cái trường hợp đầu tiên khi sử dụng cái này. Nát hết này, nát hết. Nên bây giờ chúng ta là phải tháo nó ra, phải nạy cái tổ điện này ra. Thấy chưa, thì nồi cơm điện này của chúng ta nghĩa là không thường xuyên vệ sinh, không thường xuyên vệ sinh liền những bẩn, chúng ta cũng phải thường xuyên tháo ra và vệ sinh nhất bẩn. Nát hết này, cái đế này nó nát, làm tôn mỏng quá nên nó rỗng. Rồi nên như thế nào, liệu chúng ta có thể khôi phục được không? Khôi phục được cái này, đây là cái đế của nó. Thì chúng ta có thể là dùng cái nắp, thì nó lấy đó vỡ nó ra nó thôi, lấy cái nắp của nó, cái nồi của nó để mà cái xử lý cho nó, còn không còn cách nào khác. Chúng ta là giả nát quá, giả như là đánh dấu từng vị trí một. Nó hoạt động trên để cái lấy này, nó hoạt động trên này là cái công tắc tự động nóng hỏa mà chúng ta là nó sẽ không hoạt động được. Nạt quá, nạt thì nó bươm và nó mới đặt đi ra cái vít ra cái vít để nó bắt dưới cái mâm lò xo. Mâm lò xo với y tế đó, cả cái tháo từ phần chúng ta tháo là cái mâm lò xo, cái mâm lò xo lắp ở với cái nắp, lấy cái mâm lò xo lắp vào cái nắp của nồi cơm đó. Đây là cái lẫy, đây chuyển cái máy ra ngoài thì là sáng bên đây này. Giờ chúng ta phải bẻ quặt ra để tháo rời cái cụm này với cái mâm đấy ra. Đây chúng ta dùng kim nó rồi, thế là đã rời cái cụm này ra. Rồi chúng ta cần phải tháo rời cái cụm để cái cụm tắc bật để tháo rời thế này để chúng ta làm cho nó dễ. Rồi dây điện này cũng vậy, tháo rồi cái vít này hơi chắc, là tháo cẩn thận là khả năng đứt cái dây nối đi phải đi vào cái lò xo, nơi xo tắc lắm. Trước khi tháo nhé, các bạn nên tìm hiểu kỹ, nếu mà chưa quen thì có thể khả năng là phải vẽ sơ đồ đấu dây để sau mà đấu. Thì gọi là chúng ta đã tháo rồi là cái mâm này là công tắc thế này các bạn thấy chưa, có thấy rối chưa?
Như vậy là chúng ta đã xong. Đấy, đèn nó sáng, bật tắt đèn. Có những cái nút ở dưới xuống thì nó nằm chậm, nó bắt. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái làm việc thay edit người công việc không bị bỏ. Vì cái này thì chúng ta đã sử dụng như một số vấn đề như là nó không quan trọng lắm, hoặc nếu hay bị hỏng thì chúng ta mới dùng, chứ còn nếu mà để nấu cơm thì các thứ chắc chắn là không tốt rồi. Như là đun nước và cái bếp và cái dụng cụ nào đấy. Thôi, video ở đây được kết thúc. Chúng ta như là chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Hẹn gặp lại video sau.